Vâng, trời đang rất là mưa nhá. Mà lại một chuyến về Hải Phòng nữa trong ngày 26 tháng 9 đấy ạ. Một đôi loa WeWood G6000 này, đôi loa WeWood G6000, những bộ mic WeWood VK321 này và những đẩy liền van DSX7 này. Và trong kia vẫn là một bộ loa WeWood VK921, mẫu loa mới nhất về để chuẩn bị về đến Hải Phòng đây. Ngày hôm nay bên em đi 4 5 bộ giữa Hải Phòng và những con súc WeWood 260P này. Đó. Các bạn thấy không ạ? Những đôi loa WeWood VK921 và những đôi loa WeWood G6000 và những đôi loa WeWood G4000 hiện nay đang bán rất là chạy vì giá nó rất là phù hợp, giá rất là rẻ. Đó. Và ai cũng có thể sở hữu được. Đó, nên là chuẩn bị về Hải Phòng. Vâng, và còn phía trong nhà thì bên em đang lắp đang đóng hàng những đôi loa WeWood VK921 đấy ạ, bên phía trong. Bên đang đóng những đôi loa WeWood VK921 đang rất là hot, giá cực kỳ là bình dân. Đó, và những bộ combo này các bác ạ. Những con đẩy X7 này, những con đẩy X7 này. Rất là nhiều luôn. Đó thì đây ngày hôm nay buổi sáng ngày 26 tháng 9 bên em đi ship xe được rất là nhiều đơn đây các bác. Đây là những đôi loa đi Gia Lai này, đôi loa đi Gia Lai, đôi loa SH1800 Pro. Đôi loa SH1800 Pro, đây là những đôi loa Bass 30 dòng loa cây khổng lồ. Đó, và của anh Nam ở Gia Lai và đi với những anh được tặng một bộ một đẩy liền van DSX7 đi kèm. Đó. Đó, và trong này là còn những đôi loa WeWood G2000 này, đôi loa WeWood G2000 này. Đó, đây là của anh nào đây ạ? Rất là nhiều, của anh Thành ở Gia Lai, anh Thành ở Gia Lai. Đó. Đây là đôi loa WeWood G6000 này. G6000 này. Đó các bạn thấy không ạ? Đóng rất là nhiều luôn. Mấy ngày hôm nay, gần tuần nay bên em thực sự là tổng lực đóng hàng. Rất là cảm ơn các bác và anh em đã tin tưởng và ủng hộ Zika Audio ạ. Tổng lực đóng hàng đấy ạ. Bác nào mà có nhu cầu thì hãy liên hệ ngay cho bên em theo hai số online để được cung cấp những thiết bị hàng chính hãng, giá bình dân. Đó, anh em đóng rất là cần lực, rất là cần lực. Đây là khu vực đóng hàng của bên em. Không gian là nhìn nó hơi bừa bộn một chút xíu, còn không gian mà quay trưng bày sản phẩm sẽ là một không gian khác. Đó, quá nhiên rất là cảm ơn các bác và anh em đã dành tình cảm cho bên Zika Audio nhé. Đấy, những còn là WeWood VK921 quá hot luôn.